Nắp nập này đúng đúng thay mái luôn nhỉ. Ông bây giờ làm theo cái này à? Cái này hình cửa tôn à? Ờ. Khung này thì quá vĩ đại rồi. Nếu mấy bữa hàn này nếu mà ấy thì bảo xịt cho cái sơn vào thì ngon nhỉ. Mát nhờ, đứng dưới này mát thế. Bây giờ nó chưa nóng mấy đúng không?